Chào mừng các bạn, chúng ta gặp nhau trong chương trình Cà phê NLP. Và đây là cái thời điểm tôi đang thư giãn để chuẩn bị bay vào thành phố Hồ Chí Minh để khai giảng một khóa NLP Practitioner, khóa huấn luyện trực tiếp 6 ngày. Và tôi dành thời gian này để chia sẻ với các bạn chúng ta những cái điều mà có thể giúp được chúng ta gợi mở ra những điều gì đó trong cuộc sống này, làm cho cuộc sống của chúng ta nó dễ dàng hơn. Và trong phần chia sẻ của tôi đây thì tôi sẽ nhận tất cả những câu hỏi nào của các bạn. Và với những trải nghiệm của tôi, với những hiểu biết của tôi, điều gì mà tôi biết được và điều gì những trải nghiệm của tôi đã từng, thì tôi sẽ chia sẻ một cách thẳng thắn và chân thành cùng các bạn. Và bây giờ thì chúng ta vào với chủ đề, nội dung chính của chúng ta là làm cách nào để chúng ta thiết kế một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống viên mãn và một cuộc đời hạnh phúc. Và đây lúc nào cũng vậy, tôi sẽ khuyến khích các bạn chia sẻ đến những người bạn của mình, những người bạn thân của mình, rồi những người trong gia đình mình, rồi những nhân viên trong đội nhóm của mình. Bởi vì những chủ đề chia sẻ của tôi nó được chắt lọc từ cả một cuộc đời trải nghiệm, nó được chắt lọc từ tất cả những khóa học cao cấp nhất, những khóa học đã được chọn lựa, những khóa học đã được chọn lựa xuất sắc nhất trên thế giới này về tri thức, về trải nghiệm và nhận thức, về tất cả những công thức, những bí quyết để thành công. Và tôi chắt lọc lại để chia sẻ với các bạn với mong muốn rằng các bạn sẽ nhận ra những điều gì đó để có thể ứng dụng được vào cuộc sống của mình, ứng dụng vào công việc của mình để hiệu quả hơn. Và như đã nói, đây là chương trình Cà phê NLP nên chúng ta rất là thoải mái, trong một không gian nó thoải mái. Thì tôi thì rất thích ngồi phố cổ để cà phê, vừa được ngắm được phố rồi không gian xung quanh. Những cái điều này thì làm tôi cảm thấy rất là ấn tượng, tôi cảm thấy rất là năng lượng. Bởi vì tôi là người hướng ngoại. Và trong NLP thì chỉ ra rất rõ là chúng ta có 8 cái nhóm, 8 cái xu hướng nhóm người trong cuộc sống này. 8 nhóm xu hướng người. Và nếu chúng ta hiểu được 8 cái nhóm xu hướng này, họ muốn gì, họ thích gì, thì cuộc sống này nó chất rất là đơn giản. Đơn giản trong việc học bạn kết nối, đơn giản trong việc bạn bán hàng, đơn giản trong việc bạn tư vấn sản phẩm, đơn giản trong việc bạn tuyển dụng nhân sự, đơn giản trong việc bạn kêu gọi đầu tư, huy động vốn, hợp tác với nhau. Và một lần nữa xin được chào mừng và cảm ơn các bạn. Tôi cũng nghĩ các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình video này, bởi vì nó sẽ rất là thiết thực, rất bổ ích với các bạn và những người mà được các bạn chia sẻ video này. Rồi, bạn Diệu Thư đã chia sẻ đến những người bạn của mình, rất cảm ơn bạn. Bởi vì đây không dễ dàng gì mà một người bình thường đang vươn trải với cuộc sống đang rất vất vả mà có thể nghe được những điều này. Ít nhiều thì cũng gợi cho chúng ta những cái điều gì đó chúng ta buộc phải suy nghĩ cả. Chúng ta đang làm cái gì vậy? Mỗi chúng ta đang làm cái gì vậy? Và cái điều mà chúng ta đang làm này nó dẫn chúng ta đến đâu? À, rất cảm ơn bạn, Minh Hằng. Đây, tôi sẽ đưa Hằng lên trên này để chúng các bạn có thể nghe rõ hơn. Được, bạn Minh Hằng nghe rõ chưa ạ? Không gian xung quanh rất là ẩm, cho nên tôi sẽ đưa lên trên này. Rồi, xin cảm ơn các bạn đang chuyển đến với người bạn của mình. Vậy thì tất cả chúng ta sẽ chờ đợi một lát nhé. Và trong khi chờ đợi thì tôi sẽ ưu tiên là các bạn có vấn đề gì trong cuộc sống của mình thì các bạn có thể đưa câu hỏi lên đây. Một lát khi tôi dựa vào những câu hỏi của các bạn thì tôi sẽ vừa chia sẻ những cái kiến thức mà có thể giúp ta, vừa là để giải thích, vừa là để ứng dụng ngay vào, nó sát sườn vào những câu hỏi các bạn hỏi. Vậy thì chủ đề của chúng ta hôm nay là làm sao để chúng ta thiết kế một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc đời viên mãn. Vậy các bạn có đang gặp vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống của mình không? Hãy nêu vấn đề ra đây. Các bạn có đang gặp những khó khăn, đang gặp những trở ngại, đang gặp những thách thức gì không? Và mời các bạn hãy bày tỏ vấn đề lên đây. Sáng nay vừa liếc vào trong tủ, tôi liếc qua một cái cuốn của Jordan Peele. Ông nói là bí quyết để biến ước mơ thành sự thật.
bí quyết để biến ước mơ thành sự thật. Thế thì một đoạn tôi liếc ngang, ông nói rằng là nếu chúng ta có một mong muốn, nếu chúng ta có một cái khát khao, nhưng mà chúng ta không bao giờ dám bày tỏ ra, không bao giờ dám bày tỏ ra và không bao giờ dám dồn hết cái năng lượng của mình vào nó, thì làm sao mà vũ trụ này có thể biết được? Chứ chưa nói rằng làm sao mà mọi người xung quanh có thể biết được, để mình hiểu được, để mình có thể giúp bạn, hỗ trợ bạn, rồi giới thiệu cho bạn những cái nguồn lực. Chưa nói đến là vũ trụ này. Nếu chúng ta không mạnh mẽ bày tỏ ra, thì làm sao chúng ta có thể biến được ước mơ này thành sự thật được? Đấy chỉ là cái phần ban đầu thôi. Nào, các bạn có vấn đề gì trong cuộc sống của mình, hãy chia sẻ bằng những câu hỏi ra đây, bằng những vấn đề ra đây, thì nhân tiện cho chủ đề này thì tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn những cái điều mà tôi đã từng vượt qua, rồi những cái gì có thể giúp chúng ta có thể vượt qua. Và đây là chương trình Cà Phê Nopi. Mời các bạn. Em muốn hỏi là thế nào để có những mối quan hệ tốt với những người có giá trị cao để được học tập? Bạn Đỗ Mạnh Thắng, cảm ơn bạn. Có một câu hỏi đầu tiên, làm thế nào để có thể cải thiện mối quan hệ? Tôi có thể trả lời với bạn ngay bạn Thắng này. Bạn có muốn chơi với những người mà bạn không thích không? Bạn có muốn chơi với những người mà bạn không thích không? Hay là bạn có muốn chơi với những người mà thấp kém hơn bạn nhiều mặt không? Mà bạn thấy rằng là chơi với họ chả có ích lợi gì cả, lại còn có hại. Vậy thì bạn có muốn chơi với những người như vậy, hay bạn muốn join với sinh hoạt một cách thường kỳ, một cách thường xuyên với những người như vậy không? Nếu không, thì bạn cũng đặt lại câu hỏi với những người mà bạn mong muốn, những người có giá trị cao ấy, những mối quan hệ chất lượng ấy. Vì sao những người đó phải chơi với mình? Họ sẽ được lợi gì từ mình? Họ sẽ hưởng lợi gì từ mình? Mình sẽ trao cho họ cái điều gì? Vì sao họ mình lại hấp dẫn họ? Và mình hấp dẫn họ ở cái điều gì? Đấy, từ mình đặt ra người khác và đưa ra những tiêu chuẩn, thì mình sẽ biết ngay rằng là làm thế nào để mình có thể kết nối được với những người giá trị cao. Ở một video trước, trong một video tôi nói là bí mật của thành công, tức là phải cho và nhận. Là cho và nhận. Thì tôi đã chia sẻ trong một đoạn gì, có một bạn cũng hỏi câu hỏi tương tự này, làm thế nào để em có thể nâng cao được cái chất lượng mối quan hệ của mình? Vậy thì tôi bật mí rằng là bạn hãy trở thành số 1. Số 1 trong một cái lĩnh vực mà cuộc sống này đang cần. Số 1 trong lĩnh vực mà cái nhóm chơi đó đang cần. Ví dụ nhóm chơi đó là đang nhóm là bán hàng đi chẳng hạn. Nhóm chơi đó là một nhóm tư vấn. Nhóm chơi đó là một nhóm dù là nhóm bất kỳ gì trong cuộc sống này. Và nếu bạn trở thành chuyên gia xuất sắc về marketing. Hay chuyên gia xuất sắc về tài chính, chuyên gia xuất sắc về bán hàng, bạn rất giỏi những thứ đó và bạn chứng minh thứ đó đối với họ, thì thử hỏi họ có thích chơi với bạn không? Bởi vì họ biết rằng nếu họ chơi với bạn, nếu có bạn trong đội nhóm của họ, thì thứ nhất họ sẽ bán được hàng, hoặc là thứ hai thì cái sự nghiệp marketing của họ sẽ được cải thiện, thứ ba cái tình hình tài chính của họ sẽ được báo víu vịt lại chỗ nào chạy. Nó như vậy đấy. Được chưa bạn Minh Thắng? Đỗ Mạnh Thắng. Tạm thời như vậy. Đó. Tiếp tục ạ. Bạn Nguyễn Trọng, em học địa học năm 2, thầy Trâm nói ở tuổi em học và làm. Em nên học và làm hay học làm và du lịch? Cái gì nó cũng có, bạn Nguyễn Hưng. Cái gì nó cũng có ý nghĩa của nó. Duy chỉ có một điều là thế này này. Trong cái nhận thức của chúng ta, trong cái hiểu biết của chúng ta đến mức độ nào thì chúng ta sẽ ngấm được cái trải nghiệm đến mức độ đó và biến nó trở thành những bài học giá trị cho bản thân mình. Nếu như chúng ta đi du lịch mà không có một mục đích, chỉ là đi du lịch với các bạn cho nó vui thôi, thì chúng ta cũng chỉ ngắm được núi non thôi, rồi những cái câu cười đùa thôi. Còn nếu ta có một cái mục đích khác, một cái tiêu chí khác và một cái ham muốn trải nghiệm để biết được mọi chuyện, để biến nó trở thành những tri thức giá trị cho mình, thì mình sẽ quan sát chuyến du lịch đó, mình sẽ trải nghiệm chuyến du lịch đó với một cái tâm thức khác, một cái tâm thức khác. Và điều gì đến với chúng ta cũng đều có ý nghĩa cả. Con người nào xuất hiện trước mắt ta cũng đều có ý nghĩa cả, cũng đều cho chúng ta những bài học.
đều cho chúng ta trải nghiệm. Chỉ có điều là chúng ta hãy để ý sâu sắc cái điều đó. Bản chất của điều đó là cái gì vậy? Ẩn bên dưới nó là cái điều gì vậy? Ta phải nhận thức nó như thế nào? Nó là một bài học giá trị. Nó là niềm vui hay nó là nỗi đau? Hay nó là cái thứ mà chúng ta gì phải có trách nhiệm giải quyết nó? Đấy. Học là rất quan trọng. Học đại học là rất quan trọng bởi vì nó cung cấp cho cái nền tảng ban đầu của tất cả chúng ta về cái tính nề nếp, tính quy trình, rồi tính cộng đồng, rồi sự hiểu biết. Nhưng trong cái thời gian đó, các bạn biết không? À, sinh viên của chúng ta thì rất nhiều thời gian rảnh. Rất nhiều thời gian rảnh. Ví dụ như là nếu các bạn có mục tiêu ngay từ cái giai đoạn 20 tuổi cho đến 25 tuổi trong đại học ấy, thì các bạn sẽ biết rằng ngoài cái giờ ở trường đại học về thì buổi tối các bạn muốn, các bạn sẽ biết học cái gì, đọc cái gì. Dù ngày thứ bảy, chủ nhật, các bạn sẽ biết làm cái gì để tạo ra tiền, rồi tích lũy cái tiền đó lại tiếp tục học tiếp. Để sau 5 năm, vừa có cái kiến thức của đại học, bạn lại vừa có kiến thức trải nghiệm cuộc sống này, bạn lại vừa có vốn, bạn lại vừa học được tất cả những kiến thức cần thiết để bạn ra đời khởi nghiệp thành công ngay lập tức. Đấy, bạn muốn không ạ? Rồi, đúng không ạ? Ở đây nữa tôi sẽ tiếp tục cho một ý kiến nước ngoài đây ạ. Cho hỏi làm sao để thoát khỏi được nỗi sợ hãi trong con người. Bạn Trần Gia Bảo. Nỗi sợ hãi trong con người là thế này, chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản thế này thôi nhé. Khi bạn sinh ra là một đứa trẻ con, bạn có nỗi sợ hãi nào không? Không hề có nỗi sợ hãi nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì trong bộ não của bạn chưa hề có một hình ảnh sợ hãi nào. Chưa hề có một hình ảnh sợ hãi nào. Thế rồi những hình ảnh sợ hãi nó bắt đầu đi vào tâm trí của bạn trong cái giai đoạn bạn bắt đầu trưởng thành, bạn bắt đầu lớn lên. Đơn giản nhất như trong gia đình, người lớn muốn dọa cái gì thì bắt đầu là đề kìa ông ba bị kìa, rồi là kìa ở ngoài kia có ma đấy, rồi là kìa cái con nọ con kia nó cắn kìa này con kia này. Thế là bắt đầu nó hình thành trong bạn, bắt đầu những cái nỗi sợ hãi. Thế rồi đơn giản nữa là gì, những cái đứa trẻ con nó bắt đầu xem những phim kinh dị. Xem phim kinh dị, mà phim kinh dị thì những cái thứ kinh dị nó thường xuất hiện ra một cách bất ngờ ở những nơi rừng rậm hay ở những nơi bóng tối. Và như vậy thì khi trong nhà bạn mà có những đứa trẻ như vậy mà được xem những bộ phim như vậy mà bố mẹ nó không điều chỉnh nó, thì đến khi là bố mẹ sai nó hay nó có cái việc gì nó phải chạy lên gác hay ra ngoài bóng tối chẳng hạn thì nó không dám ra, không dám ra. Bởi vì sao? Bởi vì trong đầu nó đã tự đưa cái hình ảnh sợ hãi vào trong mình. Vậy thì cái nỗi sợ hãi kể cả người lớn của chúng ta cũng vậy, chúng ta đã tự đưa nó vào trong mình. Đương nhiên là gì, trong trải nghiệm này, trong trải nghiệm cuộc sống này thì 85-90% cái điều mà chúng ta không hài lòng nó đưa vào mình. Ví dụ như là sự bạo hành của bố mẹ từ nhỏ, rồi cái môi trường sống nó rất là khắc nghiệt từ nhỏ, rồi tất cả mọi thứ nó khiến chúng ta là một đứa trẻ chúng ta khủng sợ hãi khủng khiếp với những thứ xung quanh. Và những cái thứ đó thì vô tình nó như những bộ phim ma, phim quỷ nó đã vào trong mình rồi. Và bây giờ thì phải có cách, phải có kỹ thuật để chúng ta xóa nó đi. Thì không có cái kỹ thuật nào khác ở ngoài cuộc sống này ngoại trừ khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, chúng ta mới có được những kỹ thuật này để xóa bỏ tận gốc rễ những nỗi sợ mà tôi gọi là, trong khoa học NLP người ta gọi là nỗi sợ vô cớ. Nỗi sợ vô cớ đó thế ạ. Tiếp tục là, dạ làm thế nào vượt qua cái tôi bản thân. Bạn Hà Vi, làm thế nào để vượt qua cái tôi bản thân? Đúng rồi, khi hiểu biết thì chúng ta sẽ biết hạ cái tôi của mình xuống. Khi hiểu biết chúng ta sẽ biết hạ cái tôi của mình xuống. Có điện thoại đó, bằng hệ thống. Bạn được rồi, có một bạn ở Việt Nam, tôi sẽ trả lời xin một phút 30 giây thôi. Alo bạn à? Ừ, hôm qua anh gọi anh phải em hỗ trợ cho anh cái hệ thống của anh với nhá. Bởi vì anh sắp xếp được hai bạn rồi, thế thì lát nữa anh điện thoại cho em trực tiếp nhá. Anh hoặc anh nhắn tin cụ thể cho em rồi nhá. Ok. Rồi, ok em ơi, cảm ơn em nhá. Ok, tôi đang trả lời tiếp của bạn Hà Vi. Làm sao hạ cái tôi? Thế thì có một vài cái cung cấp cho bạn Hà Vi thế này. Có câu mà người thành công chia sẻ mà bật mí cho chúng ta trên thị trường này, trên cuộc sống này này, để chúng ta thiết kế một cuộc đời thành công hạnh phúc này. Một là bạn đúng, hai là bạn giàu. Một là bạn đúng hay là bạn giàu. Bạn đúng nghĩa là gì? Bạn đang dùng cái tôi của mình để chứng tỏ mọi thứ tôi là đúng.
và vì thế bạn mới có kết quả như hiện tại. Thế còn khi nào bạn bắt đầu là hạ cái tôi của mình xuống thì bạn bắt đầu mới học hỏi được những cái gì đó ở ngoài kia, bạn bắt đầu mới lắng nghe một cách thật sự những gì ở ngoài kia, thì bạn bắt đầu biết một điều gì đó, bạn bắt đầu biết một điều gì đó, và lúc đó thì bạn bắt đầu mới kiểm soát mọi thứ. Và nếu bạn đang ở một cái nền tảng nào đó thì bạn còn vượt xa gấp 10 lần nữa. Và còn một cái hình tượng nữa tôi không nhớ rõ, nhưng có một cái câu chuyện đã kể rồi gì à, có một cái câu nói là gì, lúa gì đấy à, lúa xanh thì lúa mọc thẳng, lúa xanh thì lúa thẳng, lúa bóng đồng thì lúa mọc thẳng, nhưng lúa chín thì lúa cúi đầu. Vậy ta sẽ hiểu rằng lúa xanh lúa mọc thẳng thì xem trong cái hạt lúa đấy, hạt thóc đấy nó có cái gì được dùng được không? Không, nó chỉ là vỏ thôi và một chút ít sữa nó gọi là cái sữa bột gạo đầu tiên được hình thành thôi. Nhưng mà lúa chín lúa cúi đầu. Lúa chín thì sao? Cái cành lúa này nó chín một hạt và bên trong nó đầy gạo bên trong để nó cung cấp những giá trị cho đời thì nó lại cúi đầu. Còn lúa chín thì lúa vươn thẳng. Đấy, một cái hình tượng như vậy bạn Hà Vi có đã hài lòng chưa ạ? Ừ, cũng như là cơn tức giận à, bạn cơn tức giận được rồi. Tức giận và cáu giận thì có đến là 90-95% chúng ta đều có. Ví dụ như là cáu giận với những cái hành vi của mọi người, rồi cáu giận là dạy con học bài và nó không hiểu được bài, rồi cáu giận nói mà nó không nghe, rồi cáu giận với vợ với chồng, rồi cáu giận với tất cả những thứ gì mà không vừa ý với mình. Nhưng cái cáu giận này là nó xuất phát từ đâu vậy? Là sự vẫn là sự hiểu biết của chúng ta còn hạn chế mà thôi. Còn khi chúng ta đã hiểu được nguyên lý cuộc sống này thì mọi chuyện nó trở nên nhẹ nhàng và không còn cáu giận nữa. Nhưng để hiểu được toàn bộ nguyên lý, những quy luật, những yêu cầu của cuộc sống này thì lại phụ thuộc vào mỗi chữ hiểu mình, hiểu người, hiểu các nguyên lý, hiểu các quy luật phát triển cuộc sống này, hiểu cái vô hình, hiểu cái hữu hình thì ta tự điều khiển được cảm xúc bản thân mình. Và lại một lần nữa, không có cái gì giúp ta tốt hơn, hiệu quả hơn là khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Vậy lập trình ngôn ngữ tư duy là cái gì vậy? Nói đơn giản, nó là môn khoa học huấn luyện bộ não. Nó là môn khoa học huấn luyện bộ não. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi là vì sao lại còn huấn luyện bộ não? Đúng rồi, bởi vì bộ não của chúng ta làm gì vậy? Là cái nơi mà nó chỉ đạo chúng ta làm tất cả các việc của chúng ta. Ví dụ, nó chỉ đạo chúng ta nói cái gì, nó chỉ đạo chúng ta thể hiện cái thái độ nào với công việc rồi với mọi mối quan hệ xung quanh. Nó chỉ đạo chúng ta thể hiện cái năng lực của mình. Rồi, nó thể hiện cái tinh thần học tập của chúng ta. Nó thể hiện tinh thần cái tôi của chúng ta. Vậy thì tất cả những đấy, não nó chỉ đạo ta bộc lộ ra bên ngoài. Và nếu như cái kết quả chúng ta đã bộc lộ đấy mà nó chưa hiệu quả, nó chưa đúng mong muốn của mình, thì nghĩa là bộ não này nó đang có một cái lập trình, nó đang chỉ đạo sai. Vậy thì chúng ta chỉ cần lập trình nó lại thôi, lập trình lại thôi. Đối với NLP, nó không phải là dành cho một đối tượng cụ thể nào cả, nó dành cho tất cả mọi người. Từ cả những người chưa hiểu biết gì về cuộc sống ở một xuất phát điểm rất là thấp thì nó cũng cung cấp cho nền tảng để bắt đầu hiểu cuộc sống này. Từ những người rất thành công thì nó nâng cấp độ thành công lên gấp 10 lần, gấp 100 lần nữa. Bởi vì NLP là sắp xếp lại các nguồn lực. NLP là cung cấp những công thức xuất sắc nhất, hiệu quả nhất, khuôn mẫu đỉnh cao nhất, tuyệt đỉnh nhất cho các bạn. Và với cái nền tảng của mỗi người, người càng thành công thì khi sở hữu NLP thì mức độ thành công càng cao. Và tôi sẽ kiểm tra nó sẽ còn là rồi một cái tình tượng. Trong hỏi muốn bày tỏ thứ 4 trong vũ trụ. Biết thì viết ra hàng ngày con nói ra hoặc ghi âm vào nghe những đi ngủ hoặc thở rồi nhé. Ok. Bạn Ngọc Quyết, bạn hãy tra cho tôi cái YouTube. Tôi nói 5 video clip về sức mạnh tiềm thức. Tiềm thức nó rất mạnh, nó của vũ trụ. Và nó cũng ở trong ta. Bởi vì ta là vũ trụ là ta. Nhưng tiềm thức nó có một cái nguyên lý hoạt động riêng của nó. Chứ không phải là chúng ta cứ ngồi đó, chúng ta ước ao thì chúng ta nghĩ, rồi chúng ta viết ra hàng ngày, rồi mọi thứ nó xảy ra, không có đâu bạn. Không bao giờ có chuyện là ngồi rồi mọi thứ nó xảy ra đâu. Chúng ta phải hành động. Và hành động như thế nào thì trong 5 cái video clip mà bạn đánh cái chữ là NLP gạch ngang vận dụng sức mạnh tiềm thức thì bạn xem 5 cái video đấy, tôi mới để công khai cho mọi người xem. Rồi sau đó bạn sẽ hiểu cái cách là ý thức và tiềm thức nó vận động như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nguyên lý của nó như thế nào. Thì bạn hiểu được nguyên lý của nó thì bạn sẽ đáp ứng nó.
rồi cái cách nói chuyện với nó thế nào để tận dụng cái sức mạnh của nó vào bản thân mình, thì bạn mới hiểu được là làm thế nào để biến cái sức mạnh tiềm thức trở thành sức mạnh của mình cho mình. Rồi. Bạn Hằng, bạn Minh Hằng HT, làm cách nào để tự tin trước đám đông và làm cách nào để đối thoại tốt với đối phương? Hiểu, mỗi chữ hiểu thôi các bạn. Tất cả những điều gì mà chúng ta trao đổi trong cuộc sống này, trao đổi trong livestream này, mỗi chữ hiểu, mỗi chữ hiểu. Ví dụ thế này. Ví dụ rằng tôi sẽ nói với bạn rằng, bạn Hằng, bạn đọc cho tôi bản cửu chương 2 đi, bạn đọc cho tôi bản cửu chương 7 đi, bạn đọc cho tôi bản cửu chương 5 đi. Thế là bạn rất hào hứng đọc cho tôi. Rồi, bảo cho tôi. Thế thì tôi sẽ bảo bạn. À, thế thì bạn đọc cho tôi cái kết quả này nữa. Và nếu như bạn không đọc được ấy, thì bạn sẽ mất tiền. Bạn sẽ bị mọi người chê, ê. Bạn sẽ phải nói là tôi là người rất tốt chẳng hạn như thế. Bạn sẽ bị một cái hành phạt nào đó chẳng hạn. Thế bạn sẽ đọc cho tôi kết quả này là 2167 nhân 2394. Bạn nói cho tôi đi. Thế là bạn sẽ không bao giờ đọc được cái kết quả này. Và 100% những người nào mà chưa từng có cái điều này trong đầu thì không thể nào đọc được kết quả này. Vậy thì lấy cái ví dụ này ra, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng thế này. Cái gì có bên trong thì nó sẽ dễ dàng xảy ra bên ngoài. Cái gì dễ có bên trong đó. Cái gì có bên trong thì nó sẽ dễ dàng xảy ra bên ngoài. Và chúng ta tự tin để nói ra bên ngoài. Chúng ta vừa cười vừa nói, chúng ta mắt nhìn thẳng mà nói, chúng ta hồng hào để mà nói. Nhưng cái gì nó đã không có bên trong ấy, thì chúng ta nặng ra, không thể nào có được. Và như thế chúng ta sẽ sợ hãi. Và nếu chúng ta, người ta cuộc đời này nó yêu cầu chúng ta phải nói cái thứ mà trong đầu chúng ta không có, thì chúng ta sợ hãi là đương nhiên. Chúng ta sẽ xấu hổ gì ạ? Nếu mình không nói được cái này thì xấu hổ lắm. À, mọi người sẽ cười mình vì mình cái này mình chưa chuẩn bị. Và đấy là cái thứ mà tất cả mọi người chúng ta đều sợ hãi nói chuyện trước đám đông. Và làm cách nào để đối thoại tốt với đối phương? Mỗi chữ hiểu thôi. Bạn hiểu mình, bạn hiểu đối phương, bạn hiểu được các cái quy luật vận động trong cuộc sống này, bạn hiểu được các nguyên lý, các quy luật, thì bạn sẽ nói chuyện tốt với đối phương. Đối phương bất kỳ bật ra một ngôn ngữ nào, bạn cũng có thể nói chuyện được hết. Giống như tôi đang nói chuyện với các bạn đây. Bởi vì bên trong này đã có hết rồi. Các bạn chỉ cần nói ra câu nào thì tôi có thể nói được điều đó một cách chi lý với các bạn. Mà không có điều gì nó sai được cả. Có câu nữa. Chào anh, cho em hỏi 40 tuổi có kịp để làm lại từ đầu không? Cảm ơn bạn, câu hỏi này rất hay. Bởi vì các học viên của tôi 57-60 là chuẩn bình thường. Và tôi đang trên Facebook của mình rồi đấy, các bạn có thể xem lại đi ạ. Và khi học xong, xem luôn cả cái comment của chị ấy luôn đấy. Rất nhiều người tôi đã đăng comment đấy. Để làm thế nào để không sợ nói trước đám đông. Với trên tôi vừa trả lời xong, có bên trong thì sẽ có bên ngoài. Rất dễ dàng. Em đang nằm, em đang dành ra một tuần để tập trung vào học NLP của anh. Đúng rồi, tập trung vào đi bạn. Bạn sẽ làm được mọi thứ và lên đây bạn sẽ comment khi học xong. Bạn đã học được điều gì, bạn cũng comment lên đây. À, bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện này. Có một người bệnh nhân, anh ta thấy mình bị đau lắm. Anh ta thấy mình bị đau, bởi vì anh ta đi đâu cũng thấy đau và anh ta làm gì cũng thấy đau, đặc biệt là anh ta chạm vào cái gì cũng thấy đau. Mà anh ta đi hỏi mọi nơi rồi, anh đi tìm chạy chữa mọi nơi rồi cũng được. Thế rồi anh đến một bác sĩ. Rồi vị bác sĩ này rất là giỏi. Vì giỏi thì cuối cùng anh mới tìm đến. Thế rồi vị bác sĩ này sau khi khám cho anh ấy, mới cho anh ấy biết rằng Do là tay của anh bị đau mà thôi. Anh chữa cái tay của anh đi thì mọi thứ anh chạm vào sẽ không bị đau nữa. Cuộc sống này cũng là vậy các bạn. Cuộc sống này cũng là vậy. Cái thứ mà khiến chúng ta bị loay hoay ở bên ngoài, cái thứ mà khiến cái anh chàng này bị đau ấy, mà chạm vào cái gì cũng đau ấy, thì nó không phải là chạm vào cái gì cũng đau, mà là cánh tay anh bị đau. Cho nên chạm vào cái gì cũng đau. Con người ta cũng vậy. Thế giới bên ngoài chỉ là cái sự phản ánh cái thứ bất ổn bên trong mà thôi. Mọi thứ bên ngoài xảy ra chỉ là cái sự bất ổn ở bên trong nó đang xảy ra mà thôi.
thế giới bên trong của chúng ta sẽ quyết định mọi thứ và phản ánh ra cái thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong bấn loạn, thế giới bên trong chưa có giải pháp, thế giới bên trong còn đang thiếu tự tin, đang thiếu nhiều thứ, thì bên ngoài nó sẽ thể hiện đúng như vậy. Còn nếu bên trong các bạn đã có đủ rồi thì chẳng có điều gì mà các bạn không làm được ở bên ngoài. Sao nhiều người mất tiền như vậy? Sao nhiều người khởi nghiệp lại không thành công như vậy? Sao nhiều người ra ngoài kia giao tiếp lại sợ hãi vậy? Sao nhiều người là không huấn luyện được đội nhóm của mình để đẩy mạnh được doanh số, trở thành những đội nhóm vô địch được? Sao nhiều người mà tạo ra cái doanh nghiệp đến hàng trăm tỷ rồi đến hàng nghìn tỷ lại sụp đổ vậy? Nó có cái nguyên lý và nó có cái quy luật. Nó có nguyên lý và quy luật cuộc sống này. Ví dụ cái nguyên lý, cái quy luật cho những người mà đã thành công thịnh vượng rồi nhưng lại sụp đổ là thế này. Doanh nghiệp của bạn, hệ thống kinh doanh của bạn không bao giờ vượt quá khả năng của bạn. Vậy thì nguyên lý này cho biết rằng là hệ thống kinh doanh của bạn, doanh nghiệp của bạn lớn đến đâu thì bạn phải đi nâng cao bản thân mình, đầu tư bản thân mình để cái tầm vóc của mình nâng cao đến đó, thì bạn bắt đầu mới quản lý được hệ thống này, vận hành được cái hệ thống này. Và nếu tư duy tầm mức tất cả những cái hiểu biết của mình mà không đáp ứng được điều đó thì hệ thống tự sụp đổ, doanh nghiệp bạn tự sụp đổ. Ví dụ như là những người đang làm nghề quản lý hệ thống, phát triển hệ thống kinh doanh hiện nay, có thể có nhiều người sẽ đang bị cái tình trạng là doanh nghiệp cứ bị hệ thống kinh doanh cứ bị dậm chân tại chỗ, rồi cứ nỗ lực đi tuyển mới rồi phía sau thì lại rụt mất. Câu hỏi đặt ra là vì sao vậy? Đơn giản thôi, bởi vì bạn đã không có cái năng lực để dẫn dắt hệ thống đấy, bạn đã không có năng lực để huấn luyện những người trong hệ thống của bạn có những cái năng lực để có thể giải quyết được cái vấn đề của thị trường. Bạn Dương Thanh Trúc, nếu bạn Dương Thanh Trúc mà muốn nghe một cách yên tĩnh và trọn vẹn mà hiểu được vấn đề mọi thứ này thì bạn sẽ đăng ký một khóa học NLP Online, ở đó rất yên tĩnh, rất là yên tĩnh thì bạn có thể nghe tuyệt vời. Mà khóa học đấy thì nó rất là ít tiền, 2.300.000 đồng, bạn học được gần 60 module, những kỹ thuật huấn luyện trong đó để làm cách nào để những thứ mà tôi nói về mắt tổng quan như này thì làm cách nào thì bạn có thể giải quyết được vấn đề mà tôi đang chia sẻ với các bạn. Tôi đang nói phần nào nhỉ? Tôi đang nói cái phần nếu không có bên trong thì không giải quyết được bên ngoài. Chúng ta từ nãy giờ một số bạn thì đã nói là làm sao để tôi tự tin, làm sao để tôi hại cho tôi, làm sao để tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Không có cách nào khác là bạn phải đưa vào trong mình tất cả những kiến thức đó, đưa vào trong mình tất cả những kiến thức mà đội nhóm kinh doanh của bạn cần, những người trong hệ thống của bạn cần, và cuộc sống này cần, người tiêu dùng cần, các đối tác cần, lãnh đạo của bạn cần, khách hàng của bạn cần. Vậy họ cần gì? Thì trong cái lĩnh vực hẹp của bạn, bạn cần đưa tất cả cái kiến thức đó vào. Ví dụ bạn là người bán hàng thì bạn phải đưa cái kiến thức là thấu hiểu người khác, rồi kiến thức xử lý từ chối, kiến thức xử lý từ chối bạn phải đưa vào trong đến cái cấp độ vô thức. Cấp độ vô thức là gì? Giống như tôi này, nói không cần sách vở thì đấy là cấp độ vô thức. Tức là nó trở thành những kiến thức, những trải nghiệm đó, những năng lực huấn luyện đó, nó trở thành bản năng của bạn. Bạn không cần phải dựa vào sách vở nào cả, nó ở sẵn trong đầu bạn rồi. Nó ở sẵn trong đầu bạn như là các bản chủ trương, từ bản chủ trương 1 đến bản chủ trương 10 vậy. Bạn có cần phải dở bản chủ trương ra không? Không. Vậy thì cái điều mà khiến các bạn có thể thiết kế một cuộc đời thành công hạnh phúc, kiên bán cho cuộc sống này là gì? Mỗi chữ hiểu. Hiểu để làm gì vậy? Hiểu để bạn bắt đầu từ hiểu mình, để bạn bắt đầu mới biết được cái phần hạn chế của mình là gì, cái phần hạn chế của mình là gì, cái phần sức mạnh của bạn là gì, cái sở trường của bạn là gì, để bạn bắt đầu phát huy cái sở trường và tìm cách khắc phục những hạn chế. Và những cái hạn chế của bạn không khắc phục được bằng chính bản thân bạn thì bạn phải đi phối hợp với người khác để giao cho họ phần việc đó. Thì bạn sẽ tạo ra một team, bạn sẽ tạo ra một cái đội nhóm phát triển bền vững. Rồi gì nữa? Hiểu để làm gì? Hiểu để bạn có thể ứng xử được những người thân yêu xung quanh bạn. Hiểu để bạn biết được là họ cần gì, họ muốn gì, họ mong gì, họ khao khát gì. Và nếu như bạn đáp ứng được càng nhiều cái điều đó thì xung quanh bạn càng vui vẻ. Và ngược lại, nếu bạn không hiểu những điều đó, bạn khó chịu với những điều đó, và chính bạn là một phần gây nên khó chịu trong cái mối quan hệ xung quanh những người thân yêu của bạn. Thôi hồn thầy ạ, khó nghe quá ạ.
Ô, có nghe. Rồi các bạn hãy chú ý một chút, có lẽ tôi sẽ đền cái việc này trong một cái cuộc khác nữa. Các bạn có thấy chủ đề này có thú vị không ạ? Nếu thú vị thì cho tôi một cái like, cái tim nhé. Tôi cần cái động lực để tôi có thể nói được mạnh mẽ hơn các bạn. Phải hiệu chỉnh mình, lắng nghe người khác. Bạn Quách Ngọc Anh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi. Tuyệt vời, cà phê ngon, không gian rất là đẹp và được chia sẻ những điều thú vị với các bạn. Đấy là điều mà tôi thích nhất trong cuộc sống. Và các bạn biết là bây giờ thì tôi đã có thể là cuộc sống tôi bắt đầu là thích làm những việc gì mà tôi muốn làm. Và tôi làm say sưa từ sáng sớm cho đến tận tối mịt, không bao giờ quản thời gian. Các bạn thấy đấy, có những lúc tôi live stream vào 10 giờ đêm, 11, 12 giờ đêm. Có lúc tôi live stream vào lúc này, rồi có lúc tôi lại biệt tâm, bởi vì đó là những ngày tốt nhất. Đó là ngày hôm nay. Thế cuộc sống như vậy đó các bạn. Ồn quá, không nghe rõ thầy ạ. Ok, vậy thì các bạn hãy chịu khó nghe cái phần vừa rồi. Và phần kết thúc điều này thì các bạn hãy cố gắng lắng nghe cái phần mà tôi đã chia sẻ với các bạn. Tôi nghĩ rằng nó khá là hay và bây giờ tôi kết thúc với bạn cái điều này. Chỉ mỗi điều này, thế giới bên ngoài là phản ánh cái thế giới bên trong của chúng ta. Cái thế giới bên ngoài chưa có thành công, chưa có hạnh phúc, chưa có vui vẻ thì nó phản ánh rõ ràng là bên trong chúng ta chưa thành công, chưa hạnh phúc, vui vẻ. Vì sao bên trong chúng ta lại chưa thành công, chưa hạnh phúc, vui vẻ vậy? Là bởi vì chúng ta vẫn còn thiếu hiểu biết về chuyện đó. Vì thiếu hiểu biết về chuyện đó nên ta sẽ làm bên trong chúng ta tự mâu thuẫn với bản thân chúng ta. Rồi mâu thuẫn bên trong chưa đủ, chưa giải quyết được thì chúng ta sẽ mang cái mâu thuẫn đấy ra bên ngoài. Bởi vì khi bên trong chúng ta có những cảm xúc mâu thuẫn thì nó sẽ rất là khó chịu. Nó luôn luôn bức bối và nó như một cái lò lửa sẵn sàng trực chờ ở bên ngoài. Và vì thế bạn luôn luôn có một cái lò lửa khó chịu trong mình rồi, bạn ra trong ngoài đường kia, bạn ra cuộc sống kia, bạn lại gặp những chuyện khó chịu rồi. Thì bắt đầu cái khó chịu của bạn sẽ ra trong cấp độ và nó bùng nổ lên trong bạn. Và bạn sẽ bắt đầu là thể hiện cái thái độ của bạn ứng xử bùng nổ với những chuyện đó. Mà trong khi là mỗi ngày chúng ta mở mắt ra thì có đến 80-85% những chuyện xảy ra trong cuộc sống này là không hài lòng, nó không thuận với chúng ta. Để làm gì vậy? Để cái vũ trụ này bắt chúng ta phải sửa. Bởi vì chúng ta sinh ra là để sửa mà, chứ không phải sinh ra để sướng đâu. Nhưng lại vì thiếu hiểu biết nên chúng ta lại không chịu sửa. Chúng ta né tránh nó, chúng ta đối đầu với nó mà không vận hành cho nó. Và thứ nữa, nó thuộc về tâm linh. Sở dĩ cuộc đời mà chưa hạnh phúc, chưa viên mãn là bởi vì mỗi người chúng ta đã mất kết nối với tất cả các mối quan hệ xung quanh. Đã mất kết nối. Gần gũi nhất là mất kết nối với bố mẹ. Gần hơn nữa là mất kết nối với vợ chồng, với con cái. Và bắt đầu lan tỏa sang nữa là mất kết nối với lại anh em họ hàng. Mất kết nối với lại cái cộng đồng thân thiện xung quanh, bạn bè xung quanh, đồng nghiệp xung quanh. Rồi mất kết nối với bạn vật xung quanh. Và chỉ khi nào bạn bắt đầu hiểu được mọi chuyện, bạn bắt đầu mới bắt đầu điều chỉnh bản thân mình để hòa hợp với mọi chuyện xung quanh. Thì khi bạn bắt đầu hòa hợp với xung quanh thì bạn bắt đầu thu hút được mọi thứ. Vũ trụ bắt đầu gửi đến các bạn nguồn lực, sự may mắn và tất cả những thuận lợi đến các bạn. Vì vậy, để kết thúc cái chương trình cà phê này, tôi nói các bạn là gì? Thành công và hạnh phúc là gì? Là sự chuẩn bị và cơ hội đến. Bạn phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì đây? Chuẩn bị tri thức, chuẩn bị năng lực, chuẩn bị cảnh, trải nghiệm, chuẩn bị kinh nghiệm của bạn. Và khi cơ hội đã xuất hiện là bạn dễ dàng biến nó trở thành kết quả của đời bạn. Rồi, hôm nay khá là ổn. Bởi vì tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ chọn một cái nơi nó yên tĩnh hơn. Nhưng mà đây là cái nơi mà gì? Bởi vì như đã nói với phần đầu với các bạn, tôi là người hướng ngoại, cho nên tôi thích những nơi ồn ào, tôi thích những nơi sôi động. Chính tôi ở trong cái vùng đấy thì tôi mới lấy được năng lượng. Các bạn ạ. Rồi. Và một cái nhắn nhủ cuối cùng nữa các bạn. Tôi đã phát hành chương trình NLP online. 60 module huấn luyện để giúp các bạn hiểu mình, giúp các bạn hiểu người, giúp các bạn đọc vị suy nghĩ người khác một cách dễ dàng. Giúp các bạn có những bộ công cụ ngôn ngữ, các khung mẫu ngôn ngữ để các bạn giao tiếp hiệu quả với các khách hàng, đối tác. Rồi giúp các bạn giao tiếp hiệu quả với bất kỳ ai, những người thân, rồi bạn hàng, đối tác, nhà đầu tư, rồi cấp trên, cấp dưới, rồi đội nhóm quản. Rồi những cái công cụ kỹ thuật để giúp bạn có huấn luyện bản thân mình và dùng nó để huấn luyện người khác thành công trong kinh doanh.
rồi những bộ công cụ để giúp bạn có thể trị liệu về tinh thần của người khác, ví dụ như là nỗi sợ, ví dụ như niềm tin hạn chế, ví dụ như là mâu thuẫn nghiêm trọng giữa vợ và chồng, mâu thuẫn giữa bố con và mẹ, chị chồng rồi em dâu rồi con chồng bố mẹ. Tất cả các kỹ thuật nó đều ở trong một chương trình NLP online đấy, với một chi phí chỉ bao nhiêu, 100 đô la Mỹ, nó cực kỳ rẻ mà khi các bạn tiếp cận được cái kiến thức gọi tuyệt đỉnh của thế giới bây giờ các bạn ạ. Hãy đăng ký khóa học đó đi các bạn. Những người ở ngoài kia không được tiếp cận cái điều mà tôi đang nói với các bạn đâu, đặc biệt là chưa biết được cái mạng NLP online đó đâu. Và khi trên cả thế giới này biết được cái điều đó rồi thì mọi người đã lên một cấp độ mới thì nó lại khó khăn hơn nữa đấy. Và nếu bây giờ bạn học được những điều này thì bạn vượt trội và xuất chúng hơn người khác rất là nhiều lần. Hãy nhanh chóng đi các bạn. NLP online, các bạn hãy đăng ký đây này. Cho cái chữ thôi, tôi muốn học online, tôi muốn học NLP online, thì cái hệ thống của tôi sẽ kết nối với các bạn, kết nối trên cái membership trên trang Facebook của bạn. Thế sau đó thì mọi người sẽ gửi cái cách thức đăng ký cho bạn nhé. Đúng rồi, như bạn Hà Vi đấy, em đăng ký học online đấy, nó chỉ 100 đô la Mỹ thôi các bạn. Các bạn có muốn cái sự nghiệp của các bạn là gì, gặp ai các bạn cũng có đọc được không, gặp ai các bạn cũng có ngôn ngữ như là tôi đang nói chuyện với các bạn này không, có cái năng lực đấy không, vậy thì chỉ tốn có 2.300.000 đồng thôi các bạn để bạn biết được cái đó và số bạn rèn được cái đó. Rồi tôi lại gì, khi các bạn trở thành viên cái hệ thống đó thì tôi còn chăm sóc rèn giũa các bạn tiếp tục để các bạn có tất cả những gì, những kỹ năng gì mà các bạn muốn có để thiết kế cuộc sống của bạn viên mãn, cuộc đời của bạn thành công viên mãn. Rồi các bạn hãy đăng ký đi ạ, sẽ có các bạn sẽ hướng dẫn và chăm sóc bạn. Bây giờ thì xin chào các bạn, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong một chương trình cà phê NLP khác nhé. Chào các bạn, chúc một ngày vui vẻ.